Cùng với cả nước kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trong những ngày qua, hầu hết các trường trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng. Tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Yà Đá, sau một thời gian chuẩn bị tập luyện, giáo viên và học sinh của trường đã tổ chức một chương trình văn nghệ với chủ đề tri ân thầy cô giáo để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với 21 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn trong tổng số 36 tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ đến từ 12 lớp của trường đã được công diễn thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Tuy cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn của một xã vùng sâu vùng xa, nhưng bằng tình cảm chân thành đối với thầy giáo cô giáo, các lớp đã đầu tư luyện tập và dàn dựng công phu với nhiều thể loại, ca, múa, nhạc, hài kịch, tạo không khí sôi nổi và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tuy mới thành lập chưa tròn một năm, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các cấp, cơ sở vật chất trang thiết bị trường học của nhà trường từng bước được đầu tư cơ bản, đảm bảo nhu cầu học tập cho gần 500 học sinh. Trường hiện có 28 giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ thầy giáo cô giáo ở đây luôn nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức trao 2 suất học bổng trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.